Những đoạn ống hút chứa ma túy này được Nông Thành Luân, 30 tuổi, ở xã Tân Thành, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, giấu trong túi quần và đã bị công an bắt quả tang. Ngày 15 tháng 11 năm 2022, Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Nông Thành Luân để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp với Công an xã Tân Thành đã đột kích ập vào bắt quả tang Nông Thành Luân đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trong túi quần của Luân đang mặc có cất giấu 11 đoạn ống hút được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa tinh thể màu trắng. Khai nhận với công an, Luân cho biết chất màu trắng bên trong các đoạn ống hút là ma túy dạng heroin, Luân mua được trước đó, cất giấu với mục đích sử dụng và bán lại cho người khác kiếm tiền lời thì bị công an phát hiện bắt giữ cùng tang vật. Thời điểm kiểm tra còn có Nguyễn Đình Dũng, 30 tuổi, ở thành phố Đồng Xoài, là người nghiện đến mua ma túy của Luân để sử dụng. Qua xét nghiệm nhanh, cả Luân và Dũng đều dương tính với chất ma túy. Công an thành phố Đồng Xoài đã lập biên bản sự việc, đồng thời đưa cả hai người về trụ sở công an để làm việc.